Hello, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của Bun. Và anh em ơi, ngày hôm nay tôi sẽ trốn tìm về Quy Thành để đi du lịch anh em ạ. Và chuyến du lịch lần này của tôi đến tận vùng sa mạc hẻo lánh luôn anh em nha. Rồi, anh em nào tò mò xem cái chuyến du lịch này của tôi sẽ có những cái điều gì xảy ra thì hãy tiếp tục cái video này nha. Và trước khi đi, hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn xe quảng cáo đó nha. Còn bây giờ là lên đường thôi. Rồi anh em ơi, tôi đã có mặt tại trạm chờ xe buýt rồi đây. Anh em có thể thấy này, ở cái nơi sa mạc hoang vu hẻo lánh như thế này, nhưng mà chúng ta xuất hiện ra những cái con siêu xe cực kỳ là xịn sò con bò nha. Nhưng mà những con siêu xe này chúng ta cần phải mua anh em ạ. Và đây chính là những cái cửa hàng vật phẩm cần thiết để cho cái chuyến du lịch của tôi, để xem là tôi có mua được cái gì không. Ôi giời ơi, cửa hàng này cửa hàng lỏ rồi anh em ơi. Mở cửa hàng cho vui hay sao ạ, mà không bán một cái đồ gì luôn anh em ạ. Lừa rồi. Thôi bây giờ tôi sẽ phải vào luôn cái xe buýt để đi đến cái chuyến ra ngoại thôi. Let's go. Tôi chỉ để một người thôi nha, để một người thôi nha. Ok. Và mười mấy giây nữa. Đây, không cần mười mấy giây, chúng ta lên đường luôn rồi. Rồi, và tôi đã có mặt tại một cái ngôi nhà. Và cái ngôi nhà này, chúng ta có rất là nhiều những cái vật phẩm luôn. Ví dụ như cái này là cái gì ta? À, cái cần gạt ô tô. Rồi, ở đây tôi có một cái đèn pin này. Một cái đèn pin, ok. Mở cửa ra cho lắng sớm vào nhà. Đấy, anh em thấy gì chưa? Sa mạc nóng hổi, vừa thổi vừa ăn luôn anh em ạ. Rồi. Và để tiếp tục cái cuộc hành trình gọi là du lịch của tôi, dã ngoại của tôi, thì chúng ta cần phải xây dựng cho mình, tự set up cho mình một cái con ô tô cà tàn. Con này là cái con ô tô đồng lát. Nhưng mà chúng ta có thể là dùng những cái vật phẩm ở cái ngôi nhà này để xây dựng lên cái con ô tô đồng lát này lên, trở thành một cái con ô tô cực kỳ xịn sò con bò nhá. Ok, mở cửa ra. Đây là cái gara này. Tôi sẽ lụm được một cái bánh xe này. Chúng ta cần lắp 4 cái bánh xe nhá. Ok chưa ạ? Một cái bánh xe. Rồi, ở đây còn 3 cái bánh xe nữa. Let's go, let's go. Một mình tôi làm cái công việc này nên là nó hơi vất một tí. Anh em thông cảm một tí nha. Rồi, tôi sẽ lắp cái bánh xe này nhanh gọn lẹ mà thôi. Rồi, đây. Ui, anh em có thể thấy này, sa mạc nó nhiều cát đến nỗi nha, những cái đồ dùng của tôi nó đã bị lún với cát rồi luôn cơ. Được chưa? Rồi, tiếp tục cho bánh xe vào đây. Yo. Ôi giời ơi. Yo, đấy, thế là hoàn thành sơ sơ cái xe ô tô cà tàn rồi đó. Đây, chúng ta cần phải lắp cửa xe. À khoan đã, trước khi lắp cửa xe chúng ta sẽ lắp đèn xe trước đi. Lắp cho nó một cái đèn xe. Rồi, cho đèn xe vào đây. Đấy, sao anh em thấy không? Anh em thấy tôi gọi là người lắp xe đẳng cấp không? Cất, mình sẽ cất những cái vật dụng cần thiết vào đây. Đây, ví dụ như cái đèn pin này. Đó, đèn pin, mở cửa này ra xem còn cái gì ở trong này. Một quả táo à, ok, cất luôn. Cất luôn anh em nha, cất sạch xanh xanh luôn. Có cái gì mình cất mang đi được thì mình cất. Đấy, đây là những cái vật dụng cần thiết cho cái chuyến ra ngoại này. Một quả chuối. Rồi, ok. Cho quả chuối vào đây. Cho vào cốp xe luôn. Rồi, để xem chúng ta sẽ còn cái gì nữa. Một cái bộ đàm này. Những cái cánh cửa xe này. À, quên mất là phải có động cơ nha. Là phải có động cơ nha anh em nha. Rồi, trước khi lắp động cơ hình như mình nhớ là mình phải lắp thêm một cái gì đó. Đây đây đây, chính là cái này, chính là cái này. Cái là cái gì tôi cũng không biết luôn anh em ạ. Anh em biết cái này cái gì anh em có mình phải bên dưới hộ tôi nha. Rồi, lắp vào đây. Ô, chết rồi, bị mắc kẹt rồi. Ia cờ kẹt rồi. À luôn, cay thật sự luôn. Vừa mới thả vào cái mà đã bị kẹt luôn ạ. Cái thế nhỉ. Rồi, đối sợ ơi. Lắp gọi là đẳng phân cấp luôn anh em chưa. Rồi, ok. Sơ sơ qua là cũng gần như hoàn thành rồi đó. Bây giờ chúng ta cần lắp thêm một cái đèn nữa này. Ở đây tôi thấy một cái đèn nữa. Rồi, tiếp tục là lắp đèn. Rồi, thay luôn nước. Cái quả đèn trước tôi lắp rõ chuẩn chỉ. Một quả đèn này lắp hơi vất một tí. Đây là cái lắp xe này. Đi ra đây. Ui, cái lắp xe này hơi nặng rồi nha. Ủa, cái gì đấy, tôi cầm không chung hả? Thả vào xem nào. Hình như không được, cái đây cái không chung rồi anh em ơi. Đây, cái này mới là cái lắp xe này. Lắp cốp. Đấy, được chưa? Lắp một phát chuẩn chỉ luôn. Tiếp tục là đến những cái cánh cửa xe ô tô. Cánh cửa xe này mình phải lắp cho chuẩn thì nó mới ăn khớp nha. Lắp mà xịt cái là dở hơi bê bơi luôn đó. Rồi, tiếp tục lắp vào đây. Chuẩn không? Cánh này không phải hả? Cánh này thì sao? Vào đây thì sao? Không phải luôn. Đó, mình phải lắp chuẩn một cái là nó vào y như khớp luôn. Y như khớp luôn anh em ạ. Rồi, tiếp tục.
là lắp cái cánh này, cánh này không biết ở đâu đây, cánh này khéo ở đây này, ở đây đúng không, ở đây đúng không, không đúng luôn, hình như ở bên kia. Đây thử bên này xem nào. Đây nhá, nhìn nhá, một phát ăn luôn này, một phát ăn luôn này, được chưa, được chưa anh em, được chưa anh em, được của nó đấy. Tiếp tục là lắp thêm cái cánh cửa này nữa, thế luôn, một mình làm vất thật sự. Ok, thêm cái này nữa này. Ô, hình như là còn thiếu thiếu cái gì đó anh em ơi. Nhìn sơ sơ qua xem nào. À, thiếu cái chắn gió, thiếu cái chắn gió và một cái lắp. Lắp ấy, đây cái chắn gió đây đúng không? Đúng luôn, chuẩn xác luôn, chuẩn không cần chỉnh anh em ạ, chuẩn không cần chỉnh. Lắp vào đây luôn, được chưa? Đâu rồi, còn cái gì nữa đây? Bộ đàm, một cái bộ đàm, hình như mình không cần bộ đàm và một căn xăng. Đây mình lắp cái đầu xe vào cái đã. Mình lắp thêm cái đầu xe vào đã là được. Rồi, đẹp như trong tranh như anh em. Mặc dù nó cái con xe cà tàn, tôi có xe đống lát thôi, nhưng mà nhìn nhá, tôi lên con xe này tôi phượt cho anh em xem luôn. Đấy, trước khi ấy mình phải cần trang bị thêm những cái vật dụng cần thiết á. Đây ví dụ đổ xăng này, đổ xăng này, đổ đủ 7 lít xăng là được nhá. Kia cái nhiệm vụ của mình kia đổ đúng là 7 lít xăng là được. Rồi lên 4 lít rồi. Ok. À hình như cái bình xăng của mình còn khá là nhiều ấy. Ô, không những là 7 đâu, mình có thể đổ được hình như là đến bao nhiêu đây? 9 lít xăng, được chưa? 9 lít xăng, còn đã trước khi mình ở trên này chúng ta còn những cái vật dụng cần thiết. Ví dụ củ tỏi này này, chúng ta có thể ăn luôn này. À, ăn tỏi cho thơm mồm nha anh em nhá. Ai bảo ăn tỏi thối mồm thì bảo mình một câu. Rồi, tiếp tục. Đấy, mình phải ăn cho đầy, cho mập thêm mập đấy anh em ơi. Quên mất, mở cửa xe. Rồi, lên xe. Đóng cửa xe lại, chuẩn bị cái cuộc hành trình thôi anh em ơi, kéo phanh xe. Catan, bấm phím. Rồi, đi thôi anh em ơi, let's go. Bắt đầu cho cuộc hành trình đi ra ngoài của mình nha. Rồi, thể luôn chứ. Cái xe này nó đi vẫn hơi bập bênh là thế nào ta? Ai mà biết được. Rồi, bắt đầu rồi. Cuộc hành trình đi lên sa mạc của mình. Úi giời ơi, thầy ơi, đi cảm giác cứ bị lún lún kiểu gì ấy nhỉ? Cảm giác cứ bị tùng bê kiểu gì anh em ơi. Lên đây không được này. Tôi phải vòng lại xem mà. Khoan đã. Hình như xe mình nó đang bị thế nào đó. Khoan đã, kéo cần gạt lại đã anh em ơi. Kéo lại đã, xuống xe xem nào. Rồi luôn. Bánh không... À ơi giời ơi, thiếu một bánh. Ôi giời ơi, bánh nó bị rơi. Dừng lại xe ơi. Bánh nó bị rơi. Rồi, đủ rồi. Lên lại. Rồi, bây giờ mình đi này. Bây giờ hóa ra bánh nó bị rơi anh em ạ. Đúng rồi, đồ cà tàn nó khác. Ok, let's go. Bắt đầu cuộc hành trình phượt thôi. Và cuộc hành trình này chúng ta sẽ xem là mình sẽ phượt xa được bao nhiêu km rồi nha. Rồi, lấy giờ tôi đi lên quanh được 100m rồi nhá. 100m rồi đấy, là đủ đẳng cấp rồi đúng không anh em? Rồi, let's go. Phía trước mình là những cái cây cột điện. Ôi, lần đầu tiên tôi mới biết ở sa mạc mà vẫn có điện. Ô, sa mạc có điện không anh em? Đấy rồi, ở phía trước chúng ta đang thấy là một cái ngôi nhà nào đó. À, một cái shop anh em ơi. Khoan đã. Mình có thể dừng lại để xem cái shop này có cái gì. Rồi, kéo phanh xe. Kéo lên. Đi ra ngoài xem nào. Đi ra ngoài xem cái shop này có cái gì ở bên trong không. Rồi. Hình như là có bán đồ nha. Tuyệt quá. Hello. Ông chủ ơi. Wow, mình mua với cái giá thử tôi thử cái mua cái gì. Đây là bánh mì xem nào. Tôi thử mua bánh mì xem nào. Bán cho tôi cái bánh mì. 8 đô. Quái đạn thật luôn đi chứ. Súng nữa này. À, có cả súng này anh em ơi. Xịn xò con bò đấy nha. 23 đô. Trời ơi. Bán được không? Súng này của cửa hàng anh em ạ. Oh, có khẩu AK này, có khẩu AK anh em ơi. Có khẩu AK. Khoan nào. Có một khẩu Uzi nữa này. Hiện tại là mình không có tiền. Mà ông chủ này không biết có bán cho mình không nha. Rồi cho em thanh toán anh ơi. Ê, cái ông này không cho mình thanh toán luôn mà. À đây, gạt một phát là được thanh toán không nhỉ? Hình như không cho mình thanh toán. À thế không cho mình thanh toán đúng không? Mình trộm, mình cướp, mình chạy. À, chạy thôi. Đồ ăn hại. Rồi luôn. Trộm cướp không thành công rồi anh em ơi. Không trộm cướp không thành công rồi. Bị ông này bắn cho IA cởi hẹo luôn mà. Ngất ngây con gà tây luôn. Hóa ra là cái shop của ông đấy trang bị những cái khẩu súng ở trên á. Mình mà trộm cái nào cái là mình IA cởi hẹo ngay. Đây là một cái kết cực kỳ xấu luôn anh em ơi. Cái thật sự luôn, và tôi chỉ đi được có 357m. Đau đớn thật đấy anh em ạ. Vừa mới đi. À, mình có thể sống lại free.
Rồi, từ trên thiên đàng rơi xuống luôn mà. Ảo thật đấy. Từ trên trời rơi xuống luôn mà. Được chưa? Tôi thử vào lần này tôi cướp phát xem nào. Cướp phát nữa xem nào. Liệu rằng có an toàn không? Ôi rồi lại bị bắn cho lòi xòm. Đấy, luôn vừa ra cái lại bị bắn cho lòi giòm luôn anh em ơi. Cay thế nhở. Thôi từ sau mình không lên vào cái shop đấy nữa. Mình có muốn mua gì mình phải đâm thẳng xe vào, xong mình phóng ra lại. Đúng đúng. À xì bà, cay thật sự. Thôi nay phải làm lại cho cái cuộc hành trình này rồi. Cuộc hành trình này vừa mới vào lên hơi ia cửa ngơ một tí anh em ạ. Đấy, 377 ia cửa héo thôi. Đau đớn của tình thật sự. A few moments later. Rồi anh em ơi, tôi nghĩ cái chuyến đi lần này nó hơi phức tạp một tí, nên là tôi đã tuyển dụng thêm một cái bạn ninja Z. Đấy, nhìn nó chất lượng không? Nhìn nó gọi là có đẳng cấp thường thường không? Bạn ninja là có thể gọi là có kỹ năng gọi là làm ngủ nghiêng. Làm ngủ nghiêng anh em ạ. Kinh nhé. Rồi, bây giờ phải đi lắp con xe mới thôi. Mở cửa ra, đi lắp xe thôi anh em ơi. Rồi, lắp những vật dụng cần thiết như bánh xe này. Thế luôn cái bánh xe là kiểu nó dễ tuột lắm nha. Uầy, như con xe xấu như con gấu vậy. Con xe của tôi càng ngày càng xấu anh em ơi. Đây là màu còn rực rỡ một tí, đây còn màu tím mộng mơ. Màu tím mộng mơ luôn anh em ạ. Trời đất ơi. Nhìn mà kỳ thật đấy. Rồi cái con xe thẻ bánh xe nó còn tụt hõm luôn mà. Rồi tôi sẽ tuyển đồ đệ và đồ đệ này sẽ lắp bánh xe sớm cho tôi mà thôi. Đồ đệ này sẽ gọi là cùng tôi làm lên cái con kỳ tích con xe này. Đấy, ui giời, cái bánh xe này cứ bị lún 7k thôi anh em ạ. Rồi bánh xe đã hoàn thành rồi. Bên chúng ta cần phải lắp những cái bộ động cơ cần thiết cho cái xe này. Đấy, anh em thấy quả xe màu tím mộng mơ chưa? Không, nhưng mà không biết cái bạn kia có biết phượt không nhỉ? Mày không biết phượt là dở hơi biết bơi luôn đi chứ. Rồi lên đây. Lắp vào đây. Đấy, có bộ động cơ đẹp. Thôi bạn ơi, bỏ ngay ra đừng có lắp cái này. Lắp cái này mình đi tốn xăng lắm. Trời đất ơi, bạn này không biết chơi rồi anh em ơi. Vậy không biết chơi rồi. Lắp cái tốn xăng dã man con ngan luôn. À, tuyển dụng thêm một bạn nhân viên hơi củi anh em ạ. Ý mình sẽ tự bỏ ra vậy. Bài lắp vào thì mình bỏ ra. Lắp toàn những cái ối dồi ôi đâu không thôi. Chịu luôn đấy. Không biết cái này bạn ấy để cái gì ở trên đấy đây. Ô, một cái thùng. Hình như bạn ấy... À, bạn ấy cho thùng vào để tí đi bơm xăng. Được, cũng thông minh đấy. Cũng được đấy anh em ạ. Rồi, lắp cái càng xe cái đã. Đây, lắp cái lắp bô à, cái gì nhỉ, cái trên này cái gì mình quên mất. Thôi, cứ lắp vào cái đã anh em ạ. Rồi, tiếp tục. Còn thiếu cái gì không ta? À, đồ ăn thức uống nha. Đồ ăn thức uống. Mình sẽ đi kiếm đồ ăn thức uống cái đã. Chê vào đây. Mình phải gọi là có lương thực thực phẩm tích trữ. Được chưa ạ? Rồi, cho lương thực thực phẩm vào đây bạn ơi. Hay mình cho vào đây được không? À thôi, cho vào đây nó rời mất thì chết dở. Tiếp tục. Cái này, đây, cái này ở đầu xe. Cái này ở đầu xe, mình quên mất, mình chưa lắp. Rồi luôn, có sao cái củ tỏi mình vừa để kia lại bay lên trên này là sao ta? Ảo thật đấy. Quá lô, hình như cái này không phải rồi. Lắp sai rồi, lắp không phải cái này rồi. Củ tỏi mình vừa để đây lại bay lên trên này được. Ảo thật đấy. Đầm im vị trí nha, lầm im vị trí nha. Đừng có bay đi đâu. Nhầm. Mình phải lắp cái này nó mới đúng. Cái này nó mới chuẩn chỉ này. Đấy, còn cái này là sai rồi. Cái này hình như ở đằng sau này thì phải. Đúng không nhỉ? Không, cái này không lắp được, bỏ qua luôn anh em ạ. Bỏ qua luôn. Còn những cái đồ trên này nữa bạn ơi. Thiếu rất nhiều đồ luôn ấy. Bạn không tích lương thực thực phẩm thì có tí có mà chết đói. Tí mà đi Phật cũng mà chết đói anh em ạ. Rồi, cho vào đây. Đấy. Tiếp tục ở trong này tôi thấy một quả chuối nữa. Một quả chuối và một quả táo, mình ăn luôn quả chuối đi. Quả táo cho bạn đấy. Đấy, cho quả táo ra đây. Rồi, thả xuống. Đấy, rơi long bóng này, bạn ấy đâu rồi? Bạn ấy đâu rồi? Rồi, bây giờ sẽ là đến cái giai đoạn gọi đổ và xăng. Đổ xăng ơi anh em ơi. Đâu rồi, cái bạn đi cùng mình này, bạn ấy lại chạy đi đâu rồi? Cái bạn Linh ra Z này. À, đây, bạn ấy đây rồi anh em ơi. Đổ xăng nha, chuẩn bị lên đường nha bạn nha, chuẩn bị khởi động hành lý nha. Ôi, đừng có trèo lên xe thế, xe nó đã gọi là xe sắt vụn rồi. Trèo lên nó lại lủng tùng chảo hết bây giờ. Mày không biết mình hay làm cái gì ở trong đấy ta. Rồi, đủ xăng rồi. Lên 9 lít làm chuẩn bị lên đường khởi hành thôi nhá. Rồi, tôi nghĩ tôi cho cái này lên đây mới được. Bạn này cầm cái gì đây? Ôi giời ơi, cái này để làm cái gì? Rửa xe à hay gì?
Mày định rửa xe hay gì ạ? Thôi lên xe đi bạn ơi. Lên xe Phượt đi, lên xe đi Phượt, lên xe đi Phượt, lên xe đi Phượt. Rồi, lên xe. Tôi đèo cho, lên đây tôi đèo. Ok. Khởi động xe. Ôi giời, khởi động xe mà không được ta. Quá lô, thiếu cái đồ gì đó không ta? Ô ô ô, áo thế nhỉ? Bạn ơi, bạn ơi, bạn có cầm thiếu đồ gì không ấy? Hay xe ở đây rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi anh em ơi. Đi rồi. Tôi, nhưng mà tôi cảm giác cái kia nó lặng quá. Bạn ơi, bạn có thể bỏ cái đấy ra được không? Hơi tốn nhiên liệu nha. Đây luôn. Đi ra ngoài xem kiểm tra đã anh em ạ. Tốn nhiên liệu quá. Đấy, rơi cái hết cả đồ ăn thức uống rồi. Hình như đây mất mấy lít xăng rồi ạ. Cái bạn này thật là đi cho cái đấy vào làm cái gì không biết. Kiểu gì? Hơi tốn nhiên liệu. Bạn ơi, lấy xe. Đóng cửa xe lại bạn ơi. Thế luôn, có thể bỏ cái đấy ra được không bạn ơi? Đi tốn nhiên liệu vãi trưởng luôn đấy chứ. Đồ không đi được luôn ạ. Tháo cái càng xe ra được không? Bạn đã lặng rồi, bây giờ cho cái đấy lên còn lặng nữa. Bỏ ngay cái này ra mới được anh em ơi. Bỏ ngay ra. Cùi bắp thật đấy. Tuy nhiên cho cái này vào, rõ cùi bắp. Bỏ ra kiểu gì đây? Đây rồi. Bỏ ra, đi nó mới dễ. Ngáo thật sự. Không, tôi khả năng tôi cho bạn ấy đi một mình luôn anh em. Cho đi một mình mới được. Đừng có bảo bạn ấy lắp lại nha. Rồi, may quá không lắp lại. Ok. Chịu luôn đấy. Lên xe không thì bảo đây. Không đi lên mình đi trước. Kệ bạn ấy luôn. Không đi thì mình đi trước, kệ bạn ấy luôn. Thà đi cho cái kia vào thành ra xe cảm giác con lặng tù tội thật sự. Đi xe đã yếu rồi, xe đã xe gọi là xe cà tàn rồi, cho cái đấy vào lần này tôi sẽ vượt qua cái gọi là 377 mét của tôi nha. Lần này cố gắng vượt qua, tôi bỏ rơi bạn đấy luôn. Nào. Chơi chơi không biết chơi mày đặt cho cái đấy vào cái càng xe rõ lặng luôn. Ok, đấy lần này gọi là khả thi hơn rồi đó. Lần này khả thi hơn rồi đó. Lần này đi được tầm 300 hơn 300 mét rồi. Khả năng là lên được tầm 1 km đấy anh em ạ. Chuyến ra ngoài lên tới tận 1 km. Liệu tôi còn đáng lắm nếu mà tôi đã bỏ rơi bạn đấy không nhỉ? Thôi kệ. Thôi kệ bạn đấy anh em ạ. Cái vùng sa mạc hoang sơ hẻo lánh này không lên tin ai. Chỉ lên tin mỗi một mình mà thôi. Bạn ấy còn chưa đóng cửa xe lại cho tôi này. Đấy, tôi vừa phải lái xe, tôi vừa phải đóng cửa này. Đẳng cấp chưa anh em? Lái ô tô một tay luôn. Được chưa ạ? Bạn mình tin rồi. Không có cái tài nguyên môi trường ở dưới ở xa xa này nhỉ? Đi gần 700 mét rồi mà chưa thấy gặp một cái nhà dân nào để gọi là qua xin nhờ bát cơm, đá nhờ cái bánh, đá nhờ cốc nước. Chưa thấy gì luôn. Mà không sao, may quá tôi vẫn không cảm thấy đói anh em ạ. Cái năng lượng của tôi nó vẫn đang tràn trề lắm. Để tôi xem, quay xe lại xem là xem được có bao nhiêu xăng nữa không, còn nhiều xăng nữa không. À đi được, hình như đi được 1/2 cái bình xăng rồi đó. Có một cái xốp kìa. Thôi, tôi không vào shop nữa đâu. Lẽ vào shop tôi tê tái quá tình lắm rồi. Lẽ vào shop. Ui, có bão anh em ơi. Hỏng hình rồi. Hỏng hình rồi anh em ơi. Vừa mới đây cái phải gặp cái bão luôn mà. Ui giời ơi, nó cuốn tôi đi. Thôi, cuốn đi gọi là chấn trời nào rồi. Thôi, phanh lại. Kéo phanh lên. Mình ngồi im trong xe, mình gọi là không núp đích gì nữa. Chờ bão qua. Ui giời ơi, vừa mới đi phượt một cái là bão nó đến luôn rồi. Mới đi có 1.000 cây. Đi được có 1 cây. Cây rồi luôn, tôi không biết tôi đang ở đâu, đi đâu về đâu nữa luôn. Xăng hình như mình gần hết xăng rồi thì phải. Chết rồi, hình như mình gần hết xăng rồi. Nhưng mà cái xe của mình nó gần hết xăng, gặp ngay bão được ạ. Hay bạn kia cay cú quá, bạn ấy gọi hôm mưa gọi gió nhỉ. Bạn ấy cay cú quá, bạn ấy hôm mưa gọi gió nhỉ. À, mình có thể mua đồ này. Mua xăng này thì sao? Tôi cần xăng. Ây da, 49 Robux, tôi không có Robux rồi. Hỏng hình rồi anh em ơi. Chuyến đi phượt này hơi gian lam một tí. Rồi, bao qua. Khoan nào, quên mất, chưa kéo gần gần xe. Không biết còn xăng không đây. Còn xăng không đây. Hỏng hình rồi anh em ơi. À đây, 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 xe lại đi được rồi. Xe lại rồi, đẹp kia ngay. Ôi, đây là đi vòng lại. Chết. Tôi còn không biết tôi sẽ phải đi đường nào nữa luôn anh em ạ. Đây, đường này là chuẩn chỉ nhất rồi. Đường này là chuẩn chỉ nhất rồi. Chạy đến đây. À, có ai cứu tôi không? Chuyến du lịch này hơi gian nan vất vả một tí. Rồi, đi gần một cây số mà không gặp một cái nhà dân nào. Không có gặp một cái nhà dân nào luôn mà. Mày qua lấy tôi còn chống cự qua được cái cơn bão kia không có chết dở luôn, dở hơi bế bơi luôn ấy. Rồi, đi tiếp thôi. Cứ thế mà đi thôi anh em ạ. Có ai ở đó không ta? Tôi phải lé luôn cái cục đá kia. Trời ơi. À, có nhà dân rồi. Kìa, anh em thấy gì chưa?
Anh em thấy gì chưa? Nhưng mà cảm giác cái xe của tôi nó đang đi chậm dần là sao ta? Ôi giời ơi, xe hết xăng rồi. Không phải nhà dân anh em ạ, nó lại là một cái shop. Mà tôi không có tiền thì làm sao? Trời ơi, xe hết xăng rồi. Rồi luôn, đúng hết xe cả tàn. Đi được đổ tận 9 lít xăng mà không đi được tí nào luôn. Nó còn tự lùi đấy, quên mất chưa phanh xe anh em ạ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Phanh cái xe này lại cái đã. À, xì bà cay thế nhỉ. Rồi, quên mất chưa kéo phanh xe. Đấy, phải kéo phanh xe lên này, nó mới gọi là dừng cho mình đi được. Ok, qua lại cái shop. Cầu mong là lần này mình ăn cướp ăn trộm thì nó không làm sao cả. Thà luôn cái shop trang bị tí cho anh em xem hai cái khẩu súng 65 của nó. Không biết là mình có đi được cổng sau không. Nếu mà mình một khi mình đã vào shop mà mình không mua gì. Đây này, anh em thấy không? Hai khẩu súng này. Ôi rồi ôi luôn. To trà bá lửa. Mình mà không mua là mình gọi là ia cờ hẹo luôn. À, mình có thể bán đồ cho ông này. Mình có thể bán đồ cho ông này và mình ấy được, mình lấy được tiền. Đây này, mua những cái vật dụng cần thiết này. Rồi, khoan đã. Trước khi vào nhà đấy thì tôi sẽ có cái nhà ở đây. Không biết nhà ở đây sẽ cho mình cái gì đây. Trời bắt đầu tối dần rồi đó. À, cái gì đây? Ui giời ơi, những cái thằng này, thằng thổ dân ở đây anh em ạ. Nó người cai ngựa ở đây, mình vận động vào nó là mình bị ia cái hẹo ngay. Không những một thằng, hai thằng mà còn là ba thằng. Lên quanh còn 4 thằng anh em ạ. Thôi rồi, mình sẽ vào xem mình cướp được cái gì của nó. Mình cướp rồi. Một cái bình xịt hơi cay. À, mình đem ra mình shop mình bán. Mình lấy của nó mình đem ra shop mình bán. Được chưa anh em? Đúng là con trai của ta. Bán được bao tiền. Ôi, lên quanh lấy giờ mà tôi đi được 1500 cây. Ôi, nó vẫn dí anh em ạ. Cái gì mà dí căng dữ bây. Đây, bán cái này. Được 1 đô. À, cũng được. 1 đô thì tôi cũng ok là. Có 1 đô rồi anh em ơi. 1 đô này không biết mình sẽ mua được cái gì đây. Một khẩu súng siêu to. Cái bao nhiêu tiền? 450 đô. Tôi chịu. 450 đô tôi chịu rồi anh em ạ. Chà. Ý, mấy con này nó đang bị mắc kẹt đây. Tôi sẽ vòng lại ở nhà này. Tôi lấy cái chỗ kia. À, trong này còn khá là nhiều đồ nha. Bây giờ đáng định hí hửng là mình sẽ qua được lại nhà nó. Mình lấy cái gì của nhà nó tiếp. Xong mình đem qua shop mình bán. Mà tôi lại thấy nó về là phòng thủ rồi. Cái này mình lấy được không? Ui, cái này mà bán nhung đồng sắp vụn gọi là đẳng cấp luôn đấy chứ. Bán nhung đồng sắp vụn là đẳng cấp luôn đấy chứ. Đây rồi. Lấy một cái thanh sắt này. À, ôi chạy rồi anh em ơi. Bị nó túm rồi. Chạy thật nhanh. Mày quá. Đi đến đây là chúng nó bị mắc kẹt à. Mình đi đến đây chúng nó bị mắc kẹt à. Rồi, bán cái này xem nào. Được 3 tiền. Cũng là 1 đô luôn. Ôi. Thôi. Rồi luôn. Cái tiếp theo trong cái cuộc hành trình này là bị những cái thằng dở hơi biết bơi, nó ra đấm cho vêu mồm vì cái tội lấy trộm đồ nhà nó đấm cho vêu hết cả mồm luôn anh em ạ. Sao mày ngu thế hả? Ngay thật sự, và cuộc hành trình này tôi đã đi được tầm bao nhiêu km đây? Đây, cuộc hành trình này tôi đi được 1597. Được chưa? Rồi, và tôi nghĩ là tôi không nên đi cái cuộc hành trình này một mình nữa anh em ạ. Tôi cần phải gọi những người đồng đội của tôi để vào đây cùng tham chiến với tôi. Và đây vượt qua những gian nan khổ sở của tôi. Chứ đi một mình nó vất quá anh em ơi. Rồi, và anh em thấy cái video này hay, anh em hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh. Và đặc biệt là nhấn xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.